Xin gửi chào buổi tối tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi livestream của Spending của bạn. Và là tôi đây, thì bây giờ là Hà Nội đang lạnh vãi trưởng ra, nhưng mà chắc là cũng chỉ lạnh thì một lúc cũng thôi, bởi vì lạnh được tầm 1-2 ngày nữa thôi. Bởi vì nó thật là bây giờ thì cũng là kiểu lạnh cuối cuối xuân rồi, trời bước vào một mùa hè phải nói là đầy rực lửa và cũng đầy nóng này, thì nói chung là bây giờ thì cũng thế cả. Thế này là bây giờ thì cũng nhẹ nhàng với nhau vậy thôi. Còn bây giờ thì tôi xin phép vào game và chúng ta cũng sẽ xem gió vài thứ trong game vậy nhá. Như mọi người cũng biết thì cái đầu tiên mà tôi xin nói tới là vào thứ ngày ngoài kia sẽ có một bản mini patch. Còn mini patch có chứa cái gì thì tôi nói thật là có được hỏi tôi. Cái này tôi nhận thông tin trực tiếp chính từ HD là thứ tư này sẽ có patch. Nói chung là cái patch này thì tôi kỳ vọng cái việc là nó sẽ fix cái lỗi mà gì nhỉ? Cái lỗi mà Blast Skill lại bị lỗi ở trong cái bản Red Zone. Đấy là cái điều đầu tiên. Tôi không biết rằng là trong cái mini patch đấy có mở bán hay là ABC gì nữa không. Nhưng mà tôi sẽ không kỳ vọng. Tôi sẽ nói thẳng luôn, tôi sẽ không kỳ vọng gì đó. Và có lẽ là tôi sẽ kỳ vọng vào cái việc là tôi lại có lẽ tôi có lẽ là tôi sẽ kỳ vọng vào cái việc là sẽ gì nhỉ? Tập trung vào cái việc mà gì nhỉ? Có lẽ tôi sẽ tập trung tôi sẽ kỳ vọng vào cái việc đó là sẽ sửa một cái vài lỗi lặt vặt linh tinh mà các cái mà cái bản cập nhật này đang xảy ra. Còn tôi không biết rằng là trong cái ngày từ ngày mai thì từ ngày kia đấy liệu có thêm cái lỗi nào được phát sinh hay không. Cái đấy thì tôi cũng không thể nào nói được, hoặc không bạn nói được. Nếu mà chúng ta đã biết thì chúng ta đã gọi là gì nhỉ, chúng ta đã trở thành gọi là các gì nhỉ, Notara, những nhà Vanga học, các nhà Notara Mus học. Đấy là ý kiến của tôi như thế. Đấy, đấy là ý kiến của cá nhân tôi. Thông tin mới à? Cái đầu tiên nó là cái việc mà thứ tư này sẽ có patch nhé. Thứ tư này sẽ có patch thì chủ yếu sẽ là sửa lỗi ở bản Red Zone. Và cái quan trọng ở đây nữa là sẽ trao quà.